Kính thưa quý vị, năm Quý Mão 2023, với sự đầu tư quy mô lớn của tập đoàn Sun Group, lễ hội Xuân Núi Bà Đen được tổ chức vô cùng hoành tráng. Đây là lễ hội được người dân Tây Ninh đón đợi nhất trong năm và là nơi nhân dân đến cầu nguyện cho một năm mới ấm no an bình. Đặc biệt trong mùa lễ hội năm nay, một điều gây ấn tượng sâu sắc đối với du khách khi đến với đỉnh núi Bà Đen chính là được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm âm hưởng văn hóa của người Khmer. Những thanh âm thánh thót tươi vui từ dàn nhạc ngũ âm, những âm sắc rộn ràng của tiếng trống xe dầm, đến những điệu múa uyển chuyển mang đậm nét văn hóa của người dân Khmer do các nghệ nhân dân gian tại ấp Bầu Ếch, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành biểu diễn trên đỉnh núi Bà Đen đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp khó quên trong lòng người dân và du khách thập phương. Em xem thì em rất là thích. Chương trình nghệ thuật truyền thống của Tây Ninh rất là hay và rất là tưng bừng. Em cảm thấy như là mùa xuân rộn ràng tới. Em cũng chúc cho đoàn nghệ thuật là càng ngày càng biểu diễn hay hơn. Từ Bình Phước thì về đây thì hôm nay được đến với Tây Ninh và đến với chùa Bà Đen thì hôm nay em ấn tượng nhất là với cái tiết mục cuối cùng, đó là ngũ âm sắc về các tế tấu và cũng như là các đạo cụ của các dân tộc Việt Nam mình ạ. Dạ, tiết mục đấy rất là đặc sắc ạ. Nó để lại cho chị ấn tượng như thế nào? Dạ, ấn tượng là khó phai, nó ghi dấu ấn là những cái bản sắc dân tộc, những cái bản nhạc, những cái đạo cụ mà mình tấu lên được những cái bản nhạc rất là hoành tráng. Mong rằng vào dịp Tết năm tới và năm sau nữa thì mình sẽ tổ chức nhiều chương trình hoành tráng hơn nữa về cái chương trình văn nghệ biểu diễn ngày hôm nay để cho bà con nhân dân của toàn quốc mình được xem ạ. Dồn dịp vui tươi, còn mong là năm sau cũng còn như vậy nữa. Mình cảm thấy là vui và hạnh phúc. Hội Xuân Núi Bà Đen là hoạt động lễ hội thường niên diễn ra vào đầu năm mới. Trong dịp hội xuân năm nay, từ ngày mùng 2 tới ngày 16 tháng Giêng, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống của người dân Khmer sẽ liên tục được biểu diễn tại khu di tích lịch sử văn hóa danh thắng và du lịch núi Bà Đen với 4 suất diễn mỗi ngày. Sau lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật này sẽ tiếp tục được tổ chức vào các ngày cuối tuần cho đến hết tháng 2 năm 2023 để phục vụ khách tham quan du lịch. Vào những dịp Tết cổ truyền và những cái lễ mà lễ Đôn Ta Chô Sinh Nam Thơm Mây, rồi lễ Ốp Om Bóc của người Khmer của tụi em là lúc nào tụi em cũng đi đến để biểu diễn những tiết mục này, là những trống nghệ thuật trống xe dâm tụi em học hỏi được từ ông cha truyền đạt lại á, là tụi em biểu diễn hết mình để cho bà con cô bác chiêm ngưỡng, và tụi em muốn là lưu giữ mãi cái nền văn hóa nghệ thuật của ông bà mình truyền lại cho tụi mình á, cho tụi em á. Em muốn giữ mãi để lưu truyền cho những thế hệ sau này nữa. Có thể thấy, việc đưa văn hóa dân tộc Khmer vào biểu diễn tại Hội Xuân Núi Bà Đen đã tạo nên không khí mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện sự giao thoa bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm chất Tây Ninh, gửi đến du khách gần xa trong những ngày xuân.